Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Sương tím ở phía trên có lẽ đã tản ra gần hết rồi, có lẽ có thể rời khỏi từ phía trên. Các vị, ta và Mục Hà cực giữ chân tên này, những người khác bay về phía trước. Thánh nhân ở sau sẽ bảo vệ những người khác. Được, đi. Các vị nghe hiệu lệnh của ta. Đừng hòng chạy thoát, tốc độ quá chậm. Xem ra hóa thành khổng lồ cũng không thể nào mang đến ưu thế cho người, mà lại là nhược điểm. Mục Hải cực ra tay. Thần đạo hậu thổ. Lãnh Diệu ra tay về phía dưới cùng bên trái. Đường Luân, có một tiểu quái vật ở phía dưới ngươi đang xông tới. Ăn một hỏa diệm quyền ảnh của ta. Ơi, chính là ngươi rồi. Không hay bị để ý đến rồi. Nhanh thật. Ngươi không chạy thoát đâu. Tên này cuối cùng cũng sắp chết rồi sao? Sao thế? Không cắn được nữa sao? Cút cút. Xảy ra chuyện gì vậy? Quái vật đã cắn rồi. Tên đó đã dùng thủ đoạn gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao không ra ngoài được? Đến lượt ngươi rồi. Địa linh chi phong. Sức mạnh của thứ này đúng là không tầm thường. Nằm ở trong màn xương tím rất bất nợ đối với chúng ta. Chúng ta đi thôi. Được. Không thể nào, sao lại không cắn được hắn chứ? Hôm nay ngươi đừng hòng chạy. Thiên kiếm, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Vâng. Cùng lúc đó, vùng đất truyền thế, tin tức của đạo tử đều đã tìm hiểu gần xong. Hóa ra những năm nay Hoa Thiên Mệnh đều liên lạc với mọi người. Ngươi trở về làm gì? Muốn hỏi cách ra ngoài hay sao? Đúng vậy, lửa ký ức đã xem được 7-8 phần, cũng đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Chúng ta đến được đây sau khi đi xuống một hang động ở trong tà quỷ vực. Có thể mượn hang động này trở lại được không? Không thể nào. Đó chỉ là một truyền tống trận đơn. Con đường duy nhất rời khỏi nơi này là thông về vực sâu ma vực. Phương hướng phía cánh cửa lớn của điện truyền thế có một khe núi. Đi theo khe núi đó, bay đến cuối cùng thì có thể ra ngoài. Vực sâu ma vực vừa hay là một cơ hội tốt. Ta hiểu rồi. Đúng rồi, cái tên ngoài kia có thể lấy đi một ẩn gia thần thông. Còn những ẩn giả thần thông khác đều cho ngươi cả. Thế thì cảm ơn. Ta đã thông qua nhiều vòng thử thách rồi. Có thể lựa chọn một ẩn giả thần thông hay không? Ngươi có thể lấy đi được một người. Ngươi không đủ tư cách để chọn. Ta sẽ chọn cho ngươi. Năng lực của ẩn giả thần thông này là gì? Báo thù. Chỉ khi ngươi chết thì ẩn giả thần thông này mới có hiệu lực. Nó sẽ phóng ra liệt biến lôi ninh giúp ngươi báo thù. Cái gì? Ngươi chết rồi mới báo thù thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ơi, bỏ đi, còn đỡ hơn là không có gì. Có lẽ sau này, sau khi phong thánh có thể dùng được. Con quạ đen kia nói, những ẩn giả thần thông khác đều thuộc về ta. Hiểu rồi. Không phải đây nè. Phong vân độn, khô kiệt chi nực. Ẩn giả thần thông này gọi là sát niệm phản chế, ngược lại là bá đạo. Chỉ cần cảm nhận được sát niệm thì sẽ phản kích không chút do dự. Đương nhiên, một vài đại năng vì để bảo vệ tiểu bối ở trong tộc sẽ ban tặng ẩn giả thần thông càng bá đạo hơn. Chỉ là nhìn đối phương vài cái thôi đã phát động rồi. Thật là thần kỳ. Mỗi ẩn giả thần thông đều có hiệu quả vô cùng đặc thù. Có lẽ một ngày nào đó bọn nó cũng đem đến bước ngoặt rất lớn. Đúng rồi, hang động trước đây chỉ là thông đạo ở trên truyền tống đơn. Rời khỏi nơi này chỉ có một con đường đi về vực sâu ma vực. Cái gì vực sâu ma vực? Thế thì sẽ thông đến tầng bao nhiêu ta cũng không biết. Ta cũng không biết. Nhưng mà một nơi quan trọng như vùng đất chuyển thế này nhất định là ở tầng sâu hơn của vực sâu ma vực. Ta chuẩn bị ra ngoài. Các ngươi có muốn đi cùng ta hay không? Ai, để ta đi hỏi thử bọn họ. Một nén hương sau, biển ký ức. Vậy thì chỉ có 3 vị chân thần cấp cao các người.
và Thiên Long tộc trưởng cùng với ta ra ngoài thôi sao? Những người khác đều tiếp tục ở đây tu luyện ư? Đúng, với tu vi của chúng ta, đi ra ngoài chẳng khác nào muốn chết. Không sai, nửa ký ức có thể dội giúp cho chúng ta thăng cấp tu vi. Đợi thăng cấp lên đại viên mãn ra ngoài cũng không muộn. Được, vậy chúng ta đi trước đây. Các vị bảo trọng. Một canh giờ sau, sắp tới rồi, phía trước có ánh sáng. Đây nè, vực sâu ma vực.